Chào mừng quý vị và các bạn đã quay lại với kênh Dân Biển. Hôm nay 5:30 chiều các bạn, nghe Thu mua cặp vào giao lưu và bơm nước. Anh em đang làm việc thuyền về đột của chúng mình bên này. Đây là thuyền nhà các bạn, bên này đang buộc lốp ô tô đấy. Bên thuyền mình đang nấu ăn, tí nữa sẽ ăn cơm. Bây giờ còn nắng quá, rất là nắng. Rồi ăn cơm. Đưa tồn quá các bạn, đưa tồn quá. Giờ tiết mục nhậu các bạn ơi, nhậu. Yo mầm mì mầm trẻ. Trẻ tôi mua trái đây các bạn. Trên anh có số. Trái số rồi. Ê! Cầm được các bạn đi. Mùng bia mực tổ chức. Mực của bạn cấm gấu. Yo yo. Ai cầm bia quá đi. Đây. Bây giờ một nắng là ban. Một nắng, cả hồ một nắng. Cả hồ một nắng nha mọi người. Một nắng. Chạy đã điêu. Đi biển sướng đi vãi nói khô hề. Hai thằng mấy chân à? Ôi, cái mọi gãy phi dưới đấy. Vô ăn cơm các bạn. Vô. Hết nghỉ ăn cơm. Rồi cơm. Ê, hết à? Lên cho ăn cơm xong rồi các bạn. Hiện tại là 6:30 đây. Trong kia có hai người đang tâm sự mỏng. Bắt đầu mở dây cho Thu mua luôn. Thu mua sẽ kéo dây về. Thuyền mình chuẩn bị lên máy. Lên điện. Bây giờ thuyền mình sẽ lên điện luôn các bạn. Lên những bóng siêu để dù cá đến. Thuyền mình chạy 70 quả. Nhưng mà đây là được 55 quả thôi. Hai dàn hai bên và một dàn sáu mũi thuyền các bạn. Nhiều loại thì hoàng hôn sẽ bên này này. Rất là đẹp. Đẹp của các bạn ơi, nhìn chú quá. Này một người làm ba nhôm hô đa. Có những người nhậu rượu các bạn, có những người nhậu bia. Ở đây có mực khô, bên kia là cá hồ khô được xẻ lúc sáng đấy. Bên đây các bạn này, mới lên điền thì anh em đặt bài sát phạt nhau. Giờ anh em nằm ngủ các bạn. Nằm ngủ đợi khi nào thuyền trưởng gọi dây đánh lưới thì sẽ dây. Đến giờ đánh lưới được các bạn. Anh em thuyền chúng tôi sẽ dây và chuẩn bị mọi thiết bị và nước uống để chuẩn bị đánh lưới.
đang gom đèn đấy, gom đèn tầm 20 phút. Anh em về các bạn cũng làm điều thuốc giải lao. Ngoài này thì rửa mặt, có những người nằm ngủ thì vẫn chưa dậy. Trong này thì thợ máy sẽ gom đèn. Bắt đầu gom đèn các bạn, tắt từng cái một. Hôm nay về sau các bạn này, đặt răng rửa mặt, đặt răng rửa mặt xong bắt đầu làm bốp hoặc là sửa để có sức khỏe các bạn. Như vậy là bè đã xuống rồi các bạn, vừa nổ điện lên. Đây vào xe máy vô các bạn, một bên là máy vô đứng, một bên là máy quét. Cả đang vào đây các bạn. Gom hết đèn rồi các bạn, còn bè thôi. Đi xuống thì chúng ta sẽ thấy những đàn cá đang bơi. Không to lắm được. Bơi gì các bạn? Mắt thường thì cũng thấy đâu. Đấy, cá này. Và một ngàn con tôm hùm giống đang rong dưới bè. Hạt liti các bạn là tôm hùm đấy. Như vậy là bè đã bơi ra ngoài kia rồi các bạn. Thuyền mình chuẩn bị đánh lưới. Bên này có ghe thu mua này. Chợp ấy, là ghe thu mua. Rồi, bắt đầu bùa các bạn. Dạ mê. Bùa thì vất pháo xuống này. Sáu pháo thì sẽ vất đầy. Đây là cái đất chớp. Đất chớp vứt xuống để có tín hiệu đỏ. Đấy. Còn đây là pháo các bạn. Pháo sẽ có một người bùa pháo. Vừa một vòng tròn bắt đầu về bắt bầu. Ngoài này là bè. Rồi như vậy là đã về bắt bú rồi các bạn. Bây giờ sẽ tơi hai bên hai tang và những người phù kéo. Bây giờ anh em sẽ tơi các bạn. Đầu kia anh em đang tơi các bạn thì sau này có ghe thu mua này. Cái thùng mua tàu nhà của tàu mình bắt đầu vào tiến sát vào để vất dây qua để buộc các bạn, buộc để dắt tàu đi ra. Bản vây này phải có thu mua dắt các bạn thì đánh nó sẽ đạt hơn. Đây là ghe thu mua lúc chiều ấy, ghe Quảng Hải hay là Quảng Nôm gì đấy, đang tiến sát gần để chuẩn bị vất dây qua. Dây sau lái một dây qua thì sẽ có một người chụp dây các bạn. Vào đi. Rồi, ok, đây là sợi dây nhỏ. Dây nhỏ này đưa lên bắt đầu kéo sợi dây lớn ở ngoài các bạn. Thì bên ghe mình có một chú sẽ kéo dây về. Dây nhỏ này để vất quá thôi. Còn cái dây lớn này để móc vào trụ. Móc vào trụ các bạn. Đây, như vậy là đã xong. Rồi. Bây giờ tới hoặc lui gì thì thuyền trưởng sẽ nói chuyện bảo đảm và bên ghé thu mua là muốn dắt thì
đàm với nhau các bạn. Thuyền trưởng thuyền minh tống này hắn Nguyễn Văn Duẩn liên hệ báo đàm các bạn, hai thuyền liên hệ báo đàm để nói chuyện với nhau. Rồi đầu này anh em tới lên nào đó các bạn, bây giờ đang kéo biển lên. Mạnh lên, mạnh lên. Hiểu. Giờ đang tơi nào lên các bạn. Đang tơi nào lên rồi nhắn. À tơi biên, biên, tơi biên. Xin lỗi. Này anh em mình ché máy tơ chi lên các bạn. Bây giờ anh em ngoài này sẽ phù cái ơi. Đơn. Ché máy tơ lươn quá. Ơi tới. Đã. Xỏ vô, xỏ vô. Rồi. Đẩy xuống các bạn. Ok, như vậy là xong. Tôi chào lên các bạn. Bắt đầu chia ra. Rồi xong bắt đầu kéo bu vô. Anh em nhau vô kiểm sóng. Đây là cân số này của máy tơ chi. Giờ bắt đầu kéo lưới các bạn. Anh em vào nhiệm vụ. Thì những con cá cá rô của bạn, cá gái là thì những con cá gái nó cầm trong lưới hơi bị nhiều đấy. Anh em đang kéo lưới, anh em vẫn đang kéo lưới các bạn. Hôm nay ghé thu mua vẫn dắt tàu mình điều chỉnh quá hay về thì có cái giấy đấy các bạn này, cái giấy đó bắt đầu kéo qua kéo về đấy, ghé thu mua ngoài này chợp ngoài kia. Quay lại với công việc thì anh em sẽ kéo lưới tiếp. Kéo lưới tầm 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng là xong. Đây là thuyền trưởng các bạn. Bên kia là cá, bên này quét đấy. Cá đã vào trong lưới rồi. Bây giờ thuyền trưởng sẽ liên hệ đàm với những thuyền khác. Rồi lên nào luôn. Bây giờ anh em dừng lại để lên nào. Bây giờ lên nào các bạn. Vào 2 giây. Phù một bên 4 người, hai bên 8 người. 2 giây này các bạn này, 2 giây rút qua bên hai con lăn. Rồi xuống như này là chi ven khuén. Ngụy Trường, Hoàng Châu, Văn Ây, Nguyễn Viên và Nguyễn Câm, 4 người. Như vậy là chị đã đán được lên các bạn. Nơi cấm đã đi kèn lột kèn lên chứ. Rồi, như vậy là chi đã lên các bạn. Ui ui. Nộp lại đi. Mùi lên đi, à lại lên đi. Stop. Stop, anh em sẽ bài lại. Anh đây là người bài đầu tiên, nhanh nhất, 10 điểm. Còn đây là của anh Câm này, anh Câm đang teo lên. Rồi, rất là nhanh. Xuống. Quá nhanh các bạn. Tầm 7-8 giây là xong rồi. Ui giời. Lần gì là quá đẹp, khỏi tơi lái luôn hè. Ok. Như vậy là đã xong các bạn. Lên nào xong các bạn. Bây giờ các ngư dân sẽ kéo lưới tiếp. Tiếp tục là hành trình kéo lưới.
kéo đến khi nào hết lưới thôi. Bên này anh em vào chi, lên chi rồi sẽ vào giấy này mở ra để lên cho nhé. Bây giờ sẽ buộc kho lại theo từ 1 đến 100. Ngoài này anh bê bê đã vào các bạn, bây giờ buộc máy bê để kéo lên. Bà con em không biết là kéo lên hay không, dám thế lên nổi không? Lên được không? Kéo thêm đông đối đi. Như vậy là bè đã được kéo lên đây các bạn. Bản thân mình này yếu quá, phải cần sự giúp đỡ của mình mới lên được. Cho nên không quay được. Đã chuẩn bị lấy bè lên. Lấy bè lên. Ôi ngoài đi những thanh niên mực quái các bạn. Mực này là người nào câu được là của người đấy, tức là câu riêng. Ai thức thì sẽ có câu. Sóng bè thì vẫn tới kéo lưới tiếp. Thấy những con cá nó gắm vào lưới các bạn. Cá suôn đấy. Cá suôn với cá nục rôm. Đây là cá suôn này. Con dưới kia là một đàn cá ngừ đang bơi, đang kéo lưới các bạn. Cho nên thuyền nó rấp quá. Cho nên anh này có lực sĩ bắt đầu buộc dây vào cột, vì ghé thu mua thả ra rồi. Cho nên anh này sẽ vẫy coi như là một cái máy. Ê đi, tăng ga lên. Một cái thùng nhỏ mà đòi vẫy cái thuyền quá. Anh ảo tưởng quá. Ảo tưởng sức mạnh của các bạn. Ấy. Vậy sao mà đưa thuyền qua được? Gió và nước nó đôi nó đầy quá chứ. Anh này chơi ảo quá, hình như một hụt cò xong các bạn, một hụt cò xong. Ảo ma Canada quá. Gần xong rồi các bạn ơi. Cá ngoài đây này. Không bị ít nhiều như mà thấy nó nổi ít quá. Cá nổi rồi, lên. Lên đây. Lúc này phải kéo cho nhanh các bạn, vì nó xoay mối. Lên trên này quay cho đẹp các bạn. Cá này. Sau này còn là một bọc nữa.
nhai xuống các bạn, nhai xuống để xoáy cái miệng ra, cái này nó bọc lại. Rồi sau khi gửi đến này sẽ nhảy lên. Đợi ghé thu mua tới là nuôi cá cho nó sống, là khoan xúc, đợi ghé thu mua tới bắt đầu xúc lên. Giờ anh em sẽ bay lại. Và sẽ thả dù các bạn, thả dù cho nó trôi theo nước để tìm ghe thu mua vào cặp để bán. Có một người lăn xuống các bạn, lăn xuống kiểm tra đáy á, dám cả đợi thu mua tới cho nên phải lăn xuống để lăn một vòng xem có những cái lỗ nào mà rách á, là để lấy giấy xuống để vá luôn để mình dám cả lấu lờ nó ra, nó ra nhiều á. Thế nên phải an toàn, lăn xuống, kiểm tra. Sau khi an toàn rồi thì chú này sẽ lên. Anh em ngồi đợi thôi. Đợi thu mua như đợi mẹ để chờ về đấy. Xem cả nó với các bạn. Đây là ăn cơm các bạn, ăn cơm khuyết tật, không phải là khuyết tật, nhầm, có nghĩa là lười ngắn, nói không được các bạn, chỉ làm việc bằng hành động thôi, nhưng mà làm việc rất là ok. Lên đây là ăn cơm ngồi xúc cá hố, thì nó đỡ rắt lưới, nhìn được con nào là xúc này, xúc được một két. Ở bên nhảy xuống quái cá bơi các bạn, đẹp, đẹp quá. Đây, anh Cầm vẫn đang đi xúc. Quay cả các bạn. Các bạn, cuối cùng thì ghé thu mua cũng đã tới. Trong thời gian chờ đợi, bây giờ vắt dây qua để buộc rồi bắt đầu tạt cá lên và vận chuyển làm giá, xong bắt đầu bán. Bên ghé thu mua đang trải bạt này. Rồi thuyền viên bắt đầu xúc các bạn. Ô hà lộc ra đi. Vớt đầu tiên, con này thấy cá lột ra nhiều lắm các bạn. Mực bám đi mà cấu cỏ tới. Có những con mực, anh em bên thuyền mình sẽ nhặt mực ra riêng để ngày mai xào nấu chế biến các món ăn.
mực tại đây luôn. Xúc vượt thứ hai. Xúc chồng các bạn này, vượt thứ ba rồi, bắt đầu anh em mình sẽ vận chuyển cá sang ghe thu mua, và sẽ có hai người thư ký, một người thư ký của thu mua ăn ngồi kia, còn thư ký của thuyền mình là bác đầu trọc ngồi trên cái thúng để ghi các bạn những số lượng. Thank you.
xúc cá đó các bạn, xúc cá bán đây hết, đã bắt đầu múc dưới này lên, anh em bên này đang ngồi chờ. Xúc tiếp, vượt tiếp theo, đánh lưới thì mực nhiều lắm các bạn, nhưng mà lúc đêm anh em câu mực á thì chẳng thấy con nào được vài con vào lưới thì nhiều mực quá. Trăng lên ngày này các bạn này. Hôm nay là ngày 23, trăng 23 âm lịch. Nay thì xong con tầm khoảng 2 đến 3 vượt nữa là hết. Tầm 2-3 vượt các bạn.
về đây nè. Rồi bên này múc hết đào rồi bắt đầu đưa qua. Vượt này, vượt cuối cùng. Vượt nữa các bạn, vượt nhỏ nữa là hết. Hết luôn, hết luôn. Ồ, đẹp, hết luôn. Quá đẹp, quá đẹp. Ok các bạn, hết luôn. Vậy là xong rồi các bạn. Có con cá ngừ này, nó vào trong lưới ấy. Mẹ kia vất lên cho mình. Thì hỏi xem là được bao nhiêu két. Ô ô ô, mấy chú két đâu? Được 2 tấn rưỡi các bạn. Thấy cá nhiều nhiều như vậy mà ít quá. Hay là do cá nó nhỏ. Bây giờ thuyền mình sẽ phân dây. Hẹn gặp các bạn. Video đến đây là kết thúc. Hẹn gặp các bạn video sau nhé. Các bạn cảm thấy hay hãy cho mình một subscribe và một like nha. Bye bye.